và không để các vị Phật tử phải đợi lâu hơn nữa. Chúng con sẽ xin phép được bắt đầu buổi lễ tri ân cô giáo ngày hôm nay. Thì nội dung buổi lễ của chúng con sẽ có những phần sau. Thứ nhất là sẽ có một phần tác bạch nho nhỏ và tri ân cô giáo, gửi lời tri ân tới cô giáo. Thứ hai là chúng con sẽ mời cô giáo có đôi lời chia sẻ với Phật tử của chúng ta và có những lời dặn dò nhân ngày đặc biệt này. Và thứ ba là các đạo tràng và các quý Phật tử đã chuẩn bị những món quà để tặng cô giáo, thì cũng mong các vị các đạo tràng hoặc là các vị Phật tử nào đã chuẩn bị những món quà này thì cũng chuẩn bị. Chúng con đã có thông báo thứ tự các tiết mục của các vị rồi, thì cũng mong các vị cũng sẽ chuẩn bị giúp chúng con nhé. Sẵn sàng khi chúng con gọi tới thì âm thanh và hình ảnh sẽ được đẹp nhất và trọn vẹn nhất nhé. Và phần cuối nữa là chúng ta sẽ mời cô giáo trở lại và tri ân cô giáo, cũng như là chúng ta sẽ hồi hướng và kết thúc buổi lễ. A Di Đà Phật, đó là nội dung buổi lễ ngày hôm nay. Con mời cả nhà chúng ta, con xin phép đại diện được thay mặt nhóm phụng sự làm MC của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì con mời cả nhà chúng ta cùng trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta sẽ tác bạch các ngài và sau đó là có những lời tri ân cô giáo nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương tác đại chứng minh. Kính bạch các ngài, kính bạch cô giáo và đồng toàn thể các chư vị đồng tu hữu hình cũng như vô hình của đạo tràng online. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, một nét văn hóa vô cùng đẹp của dân tộc Việt Nam bao đời nay. Chúng con Phật tử đạo tràng online tổ chức một buổi lễ tri ân nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng con đối với cô giáo Vân Võ, vị đại thiện tri thức người đã và đang dìu dắt chúng con trên con đường chánh pháp. Xin kính tri ân, xin kính kính xin các ngài hoan hỷ gia hộ cho chúng con và sự được viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Lời đầu tiên thì đệ tử xin phép được thay mặt các bạn đồng tu của đạo tràng xin thành kính tri ân các ngài đã mang cô giáo đến với chúng con, và cũng không quên tri ân hai đấng sanh thành của cô giáo là bà Thiện Quang và mẹ Diệu Pháp, A Di Đà Phật. Chúng đệ tử thường nghe gốc rễ của người con Phật là hiếu thân tôn sư, cha mẹ cho chúng con thân thể này và thầy cô là người cho chúng con tri thức, trí tuệ. Chúng đệ tử hôm nay được tu tập trong đạo tràng, được mỗi ngày nghe cô khuyên nhủ, nhắc nhở, khuyến tấn, chỉ rõ từng đường đi, nước bước trên con đường về nhà Tây Phương Cực Lạc với Cha Di Đà, để vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ trong sanh tử luân hồi. Đó là đại đại phước báu, một ân huệ vô cùng lớn lao mà chúng đệ tử đã tu bồi không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới gặp được. Chúng đệ tử biết ơn cô vô cùng. Và chúng con đa số không còn đi học hay tham gia bất kỳ trường lớp nào nữa. Do đó, từ khi chúng con bước chân vào đạo tràng, tu tập cùng đạo tràng, chúng con đã coi đây như ngôi nhà, như ngôi trường, như lớp học của chúng con vậy. Và cô giáo giống như giáo viên của chúng con. Và có rất nhiều vô số các bạn đồng tu hữu hình cũng như vô hình của chúng con. Đa số chúng con được các ngài gom về đây trong hoàn cảnh, đa số chúng con đều là trong hoàn cảnh vô cùng bi đát, nghiệp đổ, gia đình xào xáo, cuộc sống nhiều đau khổ và bế tắc, và thậm chí là tuyệt vọng không lối thoát. Cũng là các ngài đã từ bi nghe thấy những tiếng kêu ai oán của chúng con, những lời cầu nguyện của chúng con mà dẫn dắt chúng con để chúng con gặp được đạo tràng, gặp được cô vị đại thiện tri thức người đã khai sáng cho chúng con, để rồi mỗi ngày được nghe cô chỉ dạy, được nghe cô chia sẻ chuyện đời, chuyện đạo, tất cả những bài học, tất cả những phương pháp, những bí quyết và những kinh nghiệm xương máu mà cô đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả những nỗi đau thể xác, những giọt nước mắt máu của mình. Cô đã cho ra không tiếc thứ gì, kể cả tính mạng của mình, để đổi lấy sự an vui của chúng sanh. Nhờ có cô dẫn dắt đạo tràng mà biết bao chúng sanh hữu hình cũng như vô hình đã liệp lộ được vui. Mỗi người chúng con ở đây căn tánh không đồng,
nghiệp lực cũng sai khác, nên sự học, sự hiểu và sự hành của chúng con cũng không đồng nhau. Vì vậy, chúng con đã không ít lần làm cô giáo phải thất vọng, đã khiến cho cô giáo phải rơi nước mắt và khiến các ngài phải thất vọng. Chúng con xấu hổ vô cùng, ăn năn vô cùng. Tuy nhiên, đối với chúng con thì chúng con vô cùng biết ơn nhân duyên này, một nhân duyên vô cùng thù thắng. Chỉ mỗi người chúng con sau một thời gian tham gia với đạo tràng, học tập cùng cô giáo, hành theo những gì cô giáo chỉ dạy, tất cả chúng con dù ít dù nhiều, chúng con đều đạt được những lợi ích của mình, và chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con cũng không biết diễn tả như thế nào, bởi vì mỗi chúng con đều có được những thành tựu nhất định. Nhưng con tin rằng tất cả chúng con đều rất là biết ơn cô giáo với những gì cô giáo đã làm và đang làm cho chúng con, những sự hy sinh của cô, những nỗi đau về tinh thần, về thể xác mà cô phải chịu đựng. Chúng con vô cùng biết ơn cô giáo, và ơn đức này chúng con không có lời nào có thể nói hết được. Cô giáo ơi, ông bà ta có câu: nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Vì vậy hôm nay nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng đệ tử muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân cô giáo kính yêu vì đại diện tri thức của chúng con. Dù biết với cô giáo, với các ngài, việc chúng đệ tử y giáo phụng hành, nỗ lực tu tập và phụng sự chúng sanh là cách báo ơn tuyệt vời nhất. Nhưng chúng con cũng mong cô giáo hoan hỷ đón nhận những lời tri ân của chúng đệ tử cùng những món quà đơn sơ mà chúng đệ tử thành tâm cúng dường lên cô trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng đệ tử chỉ muốn nói với cô rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà chúng đệ tử được gặp và được học tập cùng trong cuộc đời này. Và tất cả chúng đệ tử luôn kính yêu và tin tưởng vào sự dẫn dắt của cô giáo, một trí tuệ tuyệt vời và lòng đại từ đại bi vô cùng vô cực. Chúng đệ tử xin hứa với cô giáo sẽ nỗ lực học tập và tu tập thật tinh tấn, y giáo phụng hành để không làm cô phải nhọc lòng, không làm cô phải thất vọng thêm lần nữa, để những nỗi đau, những giọt nước mắt của cô không uổng hoài vì chúng sanh. Và chúng con hứa sẽ cùng nhau nắm thật chặt tay của cô, cùng cô chèo con thuyền Bát Nhã này để đưa thật nhiều chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Cha Di Đà, và chúng ta cùng đoàn tụ nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc khi bỏ báo thân này. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là những lời tri ân của chúng con muốn gửi gắm tới cô giáo trong ngày 20 tháng 11 này. Chúng con biết rằng công đức của cô vô cùng cao dày, chúng con có nói gì đi chăng nữa và có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào nói hết được, báo đáp hết được. Chúng con chỉ biết dành những lời này và những món quà nho nhỏ để tri ân tới cô giáo. Và bây giờ con xin thỉnh mời cô giáo cùng xuất hiện và giao lưu với Phật tử của đạo tràng chúng ta. A Di Đà Phật. Mình chào cả nhà. Phải nói làm sao ta? Các vị làm ơn rất là bất ngờ và xúc động. Sáng sớm nay 5 giờ sáng có người gõ cửa giao hoa, nhà vong bây giờ đầy hoa trơn. Hoa đầy góc hết trơn. Đạo tràng Việt Nam cũng như đạo tràng ở Mỹ. Rất là xúc động các vị. Thật sự ra các vị là động lực để cho con có thể làm và làm tốt hơn những cái gì mà Vân đang làm. Cái tiếng cô giáo không biết từ hồi nào. Mà nó làm cho Vân
không phải nghe bằng hư danh thì mà vẫn nghe được các vị gọi vẫn là cô giáo. Vẫn rất là ngại và hỏi các ngài, con có xứng đáng với cái tên này hay không? Con có xứng đáng để cho họ gọi con bằng tiếng cô giáo hay không? Thì cái câu trả lời là con có muốn làm cô giáo hay không? Vậy khi mà con nhận được cái câu cô giáo thì con có nên làm xứng đáng với cái câu là cô giáo hay không? Hay là chỉ là hư 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 vọng, hư vọng? Bắt đầu từ đó, Vân nói, con không muốn được hư danh gì hết. Tuy nhiên, họ đã cho con một cái danh là cô giáo. Con không có thể nào say no hoặc là nói là đừng có gọi tôi như thế. Nhưng mà con hứa với các ngài là con sẽ làm. Và làm để cho xứng đáng với cái tên đó. Làm hết sức có thể để xứng đáng với cái tên là cô giáo. Và giống như Quỳnh đang nói, đây là lớp học của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đã rời khỏi lớp học nhà trường rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang học lớp gì? Học lớp đạo, và cũng sót lại một chút đời. Hiệu trưởng chúng ta là ai? Đây là trường học chúng ta. Hiệu trưởng chúng ta là Phật A Di Đà, đúng không ạ? Và chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương là những người thầy tuyệt vời của chúng ta. Cho nên cái mà Vân muốn nói đây, Vân chỉ dạy các vị tiểu học thôi. Có thể nói lên tới trung học thôi. Nhưng Vân muốn các vị đi học đại học. Đại học là ở đâu? Chỉ có Đại học Phật giáo an toàn nhất là Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là đại học an toàn nhất 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 nhất. Và Vân muốn các vị học phải lên lớp. Lên lớp, lên lớp. Đừng ai rớt lại hết. Vân sẽ hướng dẫn các vị lớp tiểu học, lớp trung học, mẫu giáo tiểu học, trung học. Tuy nhiên, Vân cần các vị xong đại học. Đại học là nơi chúng ta cần, và Đại học Phật học là Tây Phương Cực Lạc. Thầy giáo, cô giáo chúng ta là chư Phật, chư Bồ Tát, chứ không phải ai khác. Các vị nhớ chỗ này giùm Vân. Và đừng quên, ở đây chúng ta làm sao, Vân chỉ hướng các vị để các vị có thể đi đến Đại học Phật học. Còn phần còn lại thì rất là an toàn rồi. Về trên đó, chư Phật, chư Bồ Tát sẽ dạy cho các vị những cái mà các vị cần học để xong Đại học Phật học. Các vị nhé. Và đây là cái mà Vân muốn nói và muốn chia sẻ. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta tiếp tục, thì con cũng không quên tri ân các ngài. Các ngài đã mở ra một môi trường, một cái trường lớp để tất cả chúng con được gom về đây. Và không ngoài chỉ dẫn của các ngài, từng ngày một, chúng con trưởng thành hơn. Chúng con hiểu đâu là người con Phật, đâu là chuyện nên làm và chuyện không nên làm. Và chúng con biết rất rõ đường về nhà, đường đi đến Đại học Phật học Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin kính tri ân các ngài, đặc biệt là Hiệu trưởng Phật A Di Đà, luôn theo sát đạo tràng chúng con, luôn dõi theo từng bước chân của chúng con, luôn nhắc nhở chúng con từng chút, từng chút, từng chút để chúng con lên lớp. Nhất định học là phải lên lớp.
và luôn bên cạnh chúng con để chúng con có thể vượt qua những bài kiểm tra tưởng chừng như không thể. Cũng không quên kính tri ân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài cũng luôn bên cạnh chúng con để dìu dắt nhắc nhở chúng con và chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương. Rất đông các ngài nhằm một mục đích duy nhất là muốn cho tất cả đạo tràng chúng con về Tây Phương Cực Lạc, về hết Tây Phương Cực Lạc. Cho nên các ngài đã khá vất vả, đã khá khổ sở vì đạo tràng chúng con. Các ngài là những vị thầy tuyệt vời của chúng con, đã cho chúng con rất nhiều bài học quý giá và với một mục đích duy nhất là phải trở về, nhất định phải trở về trường Đại học Phật học Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng con xin kính tri ân các ngài một lần nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Chư Phật, chư Bồ Tát xin kính tri ân A Di Đà Phật. Rồi, Vân trả máy lại cho em. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin kính chân cô giáo cũng như kính chân các ngài. Cô giáo biết không, hôm nay cô giáo rất là đẹp. Có nhiều Phật tử nhắn tin trong cái comment hôm nay cô giáo rất đẹp. Hay đó. Dạ. Thực ra hôm nay đó thì chúng em cũng chỉ muốn ban đầu em và Anna khi mà bàn bạc với nhau đó thì hai anh em chỉ nói với nhau là mình gói gọn trong cỡ 30 phút cho tới 45 phút thôi. Và số lượng tiết mục mình sẽ khoảng cỡ 5 tiết mục thôi. Xong rồi trưa gì sáng hôm sau Anna nhắn cho em nói là bây giờ nó lên tới 10 tiết mục rồi. Cái này vẽ show rồi. Và hôm nay anh là gửi danh sách nó lên tới 15, 16 tiết mục luôn rồi cô giáo ạ. Điều này chứng tỏ là anh là nói với em là giống như mình thông báo sát ngày như vậy thôi á, mà các vị đó đã đăng ký tới tận như vậy rồi. Nếu mà mình mà cho xa xa ngày ra nữa chắc lên tới cả 100 tiết mục quá. Thì em với anh là kêu bây giờ biết bỏ ai chọn ai đây. Thôi thì mình cứ cho chơi xả láng đi chứ bây giờ mình chọn lọc rồi không biết lần sau mình có còn cơ hội được làm nữa không, họ tới họ kiếm mình. Dạ thì em chỉ muốn nói là các đạo tràng và các Phật tử họ luôn luôn hướng tâm về cô giáo và luôn tin yêu cô giáo cũng như luôn dành rất nhiều tình cảm cho cô giáo của chúng ta đúng không ạ? Và bây giờ để tiếp nối chương trình thì xin chúng ta sẽ tới với các tiết mục văn nghệ cũng như các tiết mục của các đạo tràng để chuẩn bị tới tận bây giờ đó thì con thấy là có bên ban hậu cần vẫn nhắn là có các đạo tràng vẫn còn xin để đăng ký tiết mục nữa. Chúng con sẽ sắp xếp nhé, và sẽ báo lại các vị sau nhé. Và xin mời theo danh sách thì bây giờ chúng con xin mời chúng ta xin kính mời cô giáo cùng toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ đến với bài hát là Nhớ Mãi Ơn Cô Giáo, được sáng tác bởi một vị Phật tử của đạo tràng chúng ta là Ngọc Như và được trình bày bởi Phật tử Tiết Kiệm. Xin ban kỹ thuật cho spotlight bài hát ạ. Chào đến người người mà em kính yêu trong đời là cô giáo gió giăng, nụ cười rạng rỡ ấm ấm hiền hòa bao dung. Em
lời cô dạy khuyên cho em sức mạnh thêm lớn vượt qua khổ sầu. Ngài nghe luôn tin tâm chân niềm lòng từ bi cháy ban gieo bồng phước đức tê giác tâm hồn thanh cao. Vui thay giáo lý tâm sâu Phật đã chuyên giáo ơn cô mỗi ngày nhắc nhớ vì em giải bài. Từ đây gắn công tu hồng và quyết tâm sửa sai nhờ lời cô đã dạy bao đạo đời sống tốt. Bao năm tu ở nơi đây đạo tràng hoan lai chúng em gom về một chỗ cùng chung một nhà nguyện trung tâm khắc ghi trong đời lời cô không dám quên ngày ngày tinh tấn niệm Phật cùng về Tây Phật. Xin cảm ơn hai vị Phật tử là Ngọc Như và Tiết Kiệm đã cúng dường cho đạo tràng, cúng dường cho cô giáo một bài hát rất là hay. Càng ngày thì chúng ta càng thấy là đạo tràng mình rất là nhiều nhân tài, rất là nhiều nhạc sĩ, đúng không ạ? Đi đâu cũng thấy thơ, đi đâu cũng thấy có những bài hát rất là tuyệt vời. Xin chia sẻ các vị. Và để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ tới với nhóm Đà Nẵng. Nhóm Đà Nẵng chúng ta sẽ gửi tới chung với tới đạo tràng chúng ta ca khúc Chuyện Người Vân Võ. Xin mời ban kỹ thuật. Nam mô. Ô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chư Phật Chư Bồ Tát trong mười phương chứng minh. Kính thưa cô giáo Vân Võ, ân giáo dưỡng một đời nên huệ màng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Hòa chung trong không khí hân hoan chào đón ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Hàng Phật tử chúng con quy tụ về đây cung kính dâng lên lời tri ân sâu sắc
đến các bậc thầy vĩ đại của chúng con, đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và người thầy khả kính của chúng con, đó là cô giáo Vân Võ. Kính thưa cô, chúng em xin kính chúc cô sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật đạo viên thành, mãi mãi là ngọn hải đăng rực sáng để soi đường dẫn lối cho chúng em đến bờ thánh lương giải thoát. Kính thưa cô giáo, chúng em là những đứa trẻ lang thang, mải mê theo dục lạc đời thường. Bên cạnh những lo toan vất vả bộn bề của cuộc sống, chúng em bon chen, tranh giành, đố kỵ, làm dày thêm nghiệp lực khổ đau. Nhưng may mắn thay, chúng em có duyên lành từ nhiều kiếp, nên nay chúng em được kết duyên lành với Tam Bảo và được gặp cô, một vị đại thiện trí thức. Hạnh phúc thay được làm học trò của cô giáo và tự hào thay là học viên của đạo tràng online Vân Võ. Hàng ngày, chúng em được cô giáo hướng dẫn tu tập và ban cho những dòng sữa pháp vi diệu của Như Lai. Cô đã vì sự trường tồn của đạo pháp mà cũng dường thân xác, vì thương chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử mà cô đã từ bỏ công danh đang trên đà rạng rỡ để dẫn dắt chúng sanh biết giác ngộ để về nhà. Cô đã vì chúng sanh mà không quản gian nan khó nhọc, đau đớn thể xác. Cô đã dành tình thương cho chúng sanh với hạnh nguyện vô ngã vị tha của một vị Bồ Tát. Cô đã dạy cho chúng em biết buông bỏ tham sân si, biết yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài, đã dẫn dắt chúng em từng bước về nhà. Công đức cô không lời nào tả hết, ân tình cô muôn kiếp chẳng thể quên. Đó cũng chính là lời trong bài hát Chuyện Người Vân Võ, sáng tác Thảo Khuyên, nhóm Phật tử Đà Nẵng thể hiện. Xin cung kính dâng lên cúng dường Tam Bảo và cúng dường cô giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Bye.
Cảm ơn đạo tràng Đà Nẵng. Và tiếp theo thì bên đạo tràng Mỹ, US và Canada cũng có một món quà gửi tặng tới cô giáo, và phần quà này được chuẩn bị bởi Phật tử Nhân Lê, và tên bài hát là Cô Tuyệt Vời Nhất. Xin ban kỹ thuật spotlight bài hát dùm ạ. Theo cô đến hết cuộc đời, người
sao tuyệt vời. Chỉ muốn bên cô và theo cô, theo cô đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai vượt ngoài cô. Và lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất, vì cô đã nâng bước em, luôn chia sẻ và lắng nghe. Em biết cả đời này em video rất là tuyệt vời từ đạo tràng US và Canada. Và kế tiếp thì tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ có một phần quà, những lời tri ân từ đạo tràng online của đạo tràng Malaysia. Xin ban kỹ thuật trình chiếu video giúp MC ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Là những thành viên của đạo tràng online Văn Võ tại Malaysia. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng em thay mặt cho tất cả các chư vị Phật tử vô hình cũng như hữu hình tại Malaysia xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến cô. Suốt hơn 2 năm qua, cô đã cống hiến thân mạng và thời gian cho tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng em kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, an lạc và hạnh phúc cô nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Em xin kính chúc cô giáo, con võ của chúng em thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Em xin tri ân cô giáo của chúng em trong suốt thời gian qua đã cống hiến rất nhiều công sức cho chúng em, cho đạo tràng online của chúng em, cũng như hy sinh tất cả cho chúng sanh. Em xin tri ân cô và mãi mãi yêu cô. A Di Đà Phật. Tạ ơn cô dẫn em vào rừng trí tuệ, cảm nghĩa người dẫn em đến bờ bến yêu thương. A Di Đà Phật, xin tri ân cô giáo. I love you cô giáo Văn Võ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân ngày 20 tháng 11 thì em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô giáo Văn Võ. Cảm ơn cô đã giúp cho em cũng như là nhiều người biết đến Phật pháp. Và chúc cho cô luôn được mạnh khỏe, có thật nhiều sức khỏe để cùng với chúng em giúp thêm nhiều người nữa biết đến Phật pháp.
để còn được về cõi Tây Phương Cực Lạc, về với cha A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em tên là Lê Thị Thơ, em hiện đang sinh sống tại Malaysia. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin gửi tới cô giáo một lời chúc sức khỏe, vạn sự cát tường, thân thể yên khang, và luôn luôn làm lời lạc cho chúng sinh, dìu dắt chúng em trên con đường Phật pháp, cứu độ chúng sanh, để một đời này tất cả chúng em được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cùng với cô giáo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Em chào cô giáo Văn Võ. 20 tháng 11 chúc cô luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Em tri ân cô giáo rất nhiều. Em xin kính chúc cô giáo một ngày thật nhiều sức khỏe, an lạc, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng đầy đời ý chí nghị lực thật mạnh mẽ, để luôn là ngọn đuốc, luôn là thần tượng cho đạo tràng online chúng em tu tập nương theo cô giáo, để nắm tay cô giáo cùng nhau một đời này nhất định về Tây Phương Cực Lạc quốc với cha Di Đà. Em xin thành kính tri ân công đức của cô giáo, thành kính tri ân công đức cô giáo. Mỗi ngày cô giáo luôn là động lực, luôn ở bên chúng em, luôn hiểu được những gì đạo tràng online chúng em, cô giáo luôn nhắc nhở. Thành kính tri ân cô giáo. Con tri ân thay mặt mẹ em, tri ân cô giáo. Mẹ em giờ cũng đã đủ duyên làm được quy y, mẹ em rất hoan hỷ. Em rất tri ân cô giáo. Nguyện cho mẹ em tinh tấn tu tập, cũng như tất cả Phật tử đạo tràng online tinh tấn tu tập một đời này nhất định thành tựu đạo quả, nhất định nắm tay cô giáo cùng nhau giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, thượng phẩm thượng sanh trong đời này. A Di Đà Phật. Xin thành kính tri ân các mẹ con đức cô giáo, rất nhiều tri ân ba mẹ cô giáo, em xin giao cô giáo. A Di Đà Phật. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em kính chúc cô nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Chúng em xin tri ân cô rất nhiều. Em Diệu Âm Oanh, em Diệu Âm Liêu, A Lớp Du cô giáo Văn Võ. A Di Đà Phật. Chúng em xin tri ân cô giáo Văn Võ rất nhiều. A Lớp Du cô giáo. A Di Đà Phật, xin cảm ơn món quà từ đạo tràng Malaysia, rất là dễ thương và rất là xúc động, đúng không ạ? Và đó là những lời các Phật tử của đạo tràng Malaysia đã thay lời của tất cả các chư vị Phật tử của chúng con, thay lời muốn nói tới cô giáo rồi. Xin cảm ơn đạo tràng Malaysia. Và để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tới với bài hát, một tiết mục múa hát của nhóm đạo tràng Đắk Lắk với tựa đề là cô giáo em. Xin ban kỹ thuật hỗ trợ spotlight hình ảnh nhé. Muốn gửi đến cô giáo một bài hát rất là hay, nói về cô giáo, đó là bài hát Cô Giáo Em. Xin mời cô giáo và đạo tràng Văn Lan cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Bye.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn món quà từ đạo tràng Đắk Lắk. Và để thay đổi không khí thì mời cả nhà chúng ta cùng tới với một bài thơ nhé, một bài thơ của đạo tràng Thanh Hóa gửi tới cô giáo cũng như toàn thể đạo tràng. Xin cả nhà chúng ta cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương. Kính thưa cô giáo Vân Võ cùng tất cả mọi người trong đạo tràng, hôm nay ngày 20 tháng 11, đạo tràng online Vân Võ Thanh Hóa chúng con tổ chức ngày 20 tháng 11 mừng ngày nhà giáo. Hôm nay trong lòng phấn khởi vui tươi rộn ràng, mong sao cho đến giờ vàng để ta thể hiện những niềm vui tươi. Cô ơi, vất vả tháng ngày, bây giờ cô hãy cười nhiều nữa lên. Nụ cười cô đã làm nên chúng sanh tất cả muôn loài bên cô. Bây giờ đông đủ cả rồi, chỉ chờ người dẫn chương trình khai hoa. Mừng ngày nhà giáo hôm nay, xin mời tất cả đứng lên chúc mừng. Kính chúc cô giáo Vân Võ sức khỏe, hạnh phúc ngập tràn niềm vui. Chúng em yêu cô nhiều. A Di Đà Phật. Thay mặt đạo tràng thì xin gửi lời tri ân tới đạo tràng Thanh Hóa đã có món quà, những vần thơ rất là ý nghĩa gửi tới cô giáo. Và con nhìn thấy đằng sau của các vị để thấy chuẩn bị rất là nhiều hoa, thì đủ cho thấy là các vị, tình cảm của các vị dành cho cô giáo lớn như thế nào và sự chuẩn bị công phu của các vị như thế nào. Xin tri ân các vị. Và bây giờ chúng con cũng mời cô giáo cùng toàn thể đạo tràng chúng ta cùng lắng lòng đến với những vần thơ từ cô Phật tử Minh Hoán, với bài thơ là Chọn một niềm tin. Cô Hoán cũng là một trong những nhà thơ của đạo tràng chúng ta, thì con tin là những vần thơ của cô sẽ rất là ý nghĩa và sẽ rất là xúc động. Con xin mời cả nhà chúng ta cùng lắng nghe nhé. Mời ban kỹ thuật hỗ trợ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương tác đại chứng minh. Chúng con đạo tràng online nhóm Hà Nội xin dâng lời tác bạch. Chúng con xin kính chào cô giáo, kính chào toàn thể Phật tử đạo tràng online Vân Võ. Thưa cô, trước khi chúng em biết đến đạo tràng online, chúng em mỗi người một con đường, mỗi người một cách tu. Giờ đây chúng em đã cùng nhau đi chung một con đường, lạy chung một ban thờ, học chung một cô giáo. Cô đã dìu dắt chúng em đi trên con đường giác ngộ giải thoát để được về với cha A-di-đà. Chúng em từng người đã dần biết tha thứ, biết buông bỏ, biết yêu thương, biết khoan dung và lòng từ bi, mang đến cho chúng sanh niềm an vui và hạnh phúc. Những thay đổi của chúng em trong suốt chặng đường qua, những bài pháp mà cô đã giảng là kim chỉ nam cho chúng em trên con đường tu tập. Ngày tháng trôi đi, dù chúng em có là ai đi nữa, dù đi đâu làm gì, chúng em vẫn mãi là học trò của cô. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam, chúng em gửi tới cô lời tri ân sâu sắc về sự cống hiến và cho đi không mệt mỏi của cô đối với Phật Pháp và chúng sanh. Chúng em kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, đạo pháp viên mãn để dẫn dắt chúng em trên con đường tu tập đúng chánh pháp. Giờ đây, đạo tràng online nhóm Hà Nội kính dâng lên cô cũng như tất cả các Phật tử đạo tràng online bài thơ Chọn một niềm tin, tác giả Nguyễn Minh Hoán, trình bày Nguyễn Minh Hoán. Chúng em xin mời cô cùng toàn thể đạo tràng lóng lòng thưởng thức vần thơ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo
kính chào cô giáo, kính chào tất cả đạo tràng online. Hôm nay, nhân ngày lễ kỷ niệm hiến chương các nhà giáo, với một tình cảm kính yêu nhất, trân trọng nhất đối với cô giáo, Phật tử xin gửi một bài thơ tới đạo trà, tới cô giáo, tới đạo tràng, chọn một niềm tin. Hơn 70 tuổi đầu, hôm nay tôi thấy mình bỗng như trẻ lại, như đang tắm mình trong những ngày thơ bé, rộn rã cùng bạn bè đón ngày lễ thầy cô. Giữa đạo tràng vui tươi rạng rỡ những nụ cười, bỗng thấy mình hóa trẻ thơ trong mắt cô bạn đạo. Cô giáo ơi, cho em gửi những lời đẹp nhất chúc mừng cô trong ngày lễ hiến chương. Ngàn lời ca, ngàn bài hát tình thương chẳng sánh được những gì cô trao tặng. Gần 3 năm qua, lúc sóng thần, lúc biển lặng, tâm như như bất động trước phong ba. Với cô, sống là để cống hiến và cho ra, chết về nhà không một lần toan tính. Ôi trái tim bao dung luôn kiên định, cuộc đời cô một biểu pháp tuyệt vời. Từng lời nhẹ tựa giọt thu rơi, mà mưa pháp thấm vào từng hơi thở. Hãy tin đừng ngờ nữa, Phật luôn ở trong ta, trong mỗi điều ta nghĩ, trong mỗi việc ta làm, trong mỗi bước ta đi. Mọi nhân duyên, mọi tình huống bất kỳ là bài học cho ta thêm mạnh mẽ. Hãy biết ơn những gì ta đang có, hay trân quý từng phút giây ta đang ở bên nhau. Những đứa con trên khắp hoàn cầu, lưu lạc bao đời nay đủ duyên hội ngộ. Cảm ơn Cha Di Đà, cảm ơn Phật Tổ, dắt chúng con về bến đỗ yên vui. Cảm ơn cô thiện trí thức tuyệt vời, đã cho chúng em sống những ngày đẹp nhất. Học Phật Pháp, có trí tuệ giác ngộ, có trụ tâm sẽ tinh tấn tu hành. Trời giông bão thử thách tay chèo lái, mưa hôm nay cho nắng đẹp ngày mai. Thời mạt pháp mà thân tâm an lạc, hạnh phúc ở trong ta ngay giữa cõi ta bà. Có Phật Pháp là có mọi giải pháp, có niềm tin, có chìa khóa thành công. Cô giáo ơi, xin tặng cô triệu triệu bông hồng của tình yêu, niềm tin và kính trọng. Cả đạo tràng đêm nay muốn trái tim ước nguyện hướng về cô giữ trọn một niềm tin. Ngôi nhà lớn cô ơi luôn mở cửa đón cô về. Hết ạ. A Di Đà Phật, hay quá ạ. Con xin đại diện cho đạo tràng xin cảm ơn những vần thơ rất là hay, rất là ý nghĩa và đầy xúc động từ đạo tràng Hà Nội. Và xin cảm ơn cô Minh Hoán rất là nhiều, lúc nào cũng cống hiến cho đạo tràng những vần thơ rất là ý nghĩa. A Di Đà Phật. Và để tiếp nối chương trình thì đạo tràng, đạo tràng Hà Nội tặng cô hoa cúc họa mi chỉ có mùa thu Hà Nội mới có ạ. Spotlight hình ảnh của đạo tràng Hà Nội giúp ạ. Quà vẫn chưa hết đúng không ạ? Đạo tràng Hà Nội tặng cô giáo cúc họa mi mùa thu Hà Nội ạ. Đặc sản Hà Nội ạ. Chỉ có mùa thu Hà Nội. Bên trái mùa. Mùa Tây Hà Nội ạ. Chúc mừng cô ta. 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 Yêu cô giáo rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hết rồi đúng không ạ? Xin cảm ơn đạo tràng Hà Nội. Rồi xin được cảm ơn đạo tràng. Trái tim của thủ đô Hà Nội ạ. Trái tim thủ đô Hà Nội ạ. Kính tặng cô. Ở đâu rồi? Đây. Đây ạ, trái tim thủ đô. Bạn nào cần có thể spotlight hình ảnh của đạo tràng Hà Nội được không ạ? Vẫn chưa hết quà.
Chúc mừng cô. A Di Đà Phật. 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 Phạm Ly đâu? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Yêu cô giáo thật. Yêu cô giáo. Yêu cô giáo. A Di Đà Phật thôi để dành cho người khác. Hết chưa nè, hết chưa, để con mời đạo tràng khác nè. Đạo tràng Hà Nội làm các đạo tràng lớn hơi nhột nhột quá, cảm thấy áp lực quá. Con ước gì mà đạo tràng nào, các đạo tràng khắp cả nước cũng như ở các quốc gia khác cũng đều dành thời gian để nhóm họp lại với nhau như vậy và gửi tặng cho cô giáo những món quà như vậy, thì chắc chắn là con tin là khi cô giáo chúng ta nhận được những món quà như thế này thì cô sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc và có thêm động lực để dìu dắt chúng ta ngày một tiến xa hơn nữa trên con đường về nhà, đúng không ạ? Và một lần nữa xin tri ân đạo tràng Hà Nội. Và tiếp nối chương trình thì con để thay đổi không khí thì chúng ta cùng đến với một bài hát với tựa đề là Niềm An Vui, do đạo tràng Tây Hồ Hà Nội trình bày. Xin mời cả nhà chúng ta cùng đón nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin thay mặt nhóm Tây Hồ Hà Nội kính tri ân cô giáo và xin gửi tới cô giáo bài hát Niềm An Vui. Xin cả nhà mình cùng lắng nghe. Chúng con xin A Di Đà Phật. Về đi tôi rất tàn não.
Chúng con xin cảm ơn món quà từ đạo tràng nhóm Tây Hồ Hà Nội ạ. Xin ban kỹ thuật spotlight hình ảnh của MC dùng ạ. A Di Đà Phật. Và con kính chào sư cô nhé. Hồi nãy con thấy có spotlight hình ảnh của sư cô ở dưới Long An. Kính chào đạo tràng Long An, chào sư cô ạ. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta có bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ giao lưu với lại đạo tràng Bình Dương. Đạo tràng Bình Dương cũng có những lời tri ân tới cô giáo. Xin mời đạo tràng Bình Dương giơ tay dùng con và xin ban kỹ thuật hỗ trợ spotlight hình ảnh của đạo tràng Bình Dương ạ. Rồi alo đi, alo đi. Alo ơi. Alo đi. Alo đi, alo. Cái bên đàn đi. Đạo tràng Bình Dương giơ tay dùm coi chúng con nhé. Dạ rồi, dạ rồi. Đạo tràng Bình Dương chào cô giáo và tất cả các Phật tử chưa đạo tràng online trên toàn thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thập Phương Thượng Thủ Tam Bảo, chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương, kính bạch chư Phật chư Tôn trong mười phương, kính bạch cô giáo văn võ, kính thưa các Phật tử trong đạo tràng online. Hôm nay 20 tháng 10 là ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, cũng như kỷ niệm và tri ân đến với tất cả các bậc thầy cô, nhóm Bình Dương chúng em xin chân thành tri ân cô giáo văn võ. Cô đã nhận một sứ mệnh cao cả, một nhiệm vụ nặng nề tiếp tục con đường hoằng phương chánh pháp của Phật. Và chúng em hiểu rằng cô có một tấm lòng đại từ đại bi, với một tấm chân tình, với một mong muốn tất cả được sanh như mình như vô hình đều được báo sanh về thế giới đây vương được làm một đời này không còn đau khổ với luân hồi sanh tử nữa. Cũng nhờ có cơ mà chúng em đến Phật pháp, hiểu được Phật pháp và giác ngộ, giờ có cơ mà một đời nhiều phật tử đã thay đổi, có một cuộc sống an lạc an vui từ tài ở cõi ta bà này. Nhờ có cơ mà chúng em biết được mình đến thế gian này để làm gì và mục đích cuối cùng của mình là gì. Và nhóm Bình Dương chúng em không biết nói gì để diễn tả hết công ơn của cô. Chúng em chỉ có một tấm chân tình với một tình cảm tha thiết xin tri ân đến cô giáo rất nhiều và rất nhiều. Kính chúc cô giáo cũng như gia đình có một luôn một sức khỏe dồi dào an lạc thành phúc. Chúc cô tràn đầy năng lượng để tiếp tục con đường hoằng phương chánh pháp của Phật. Và chúng em xin hứa sẽ làm hết sức có thể để một ngày này nắm tay cô về nhà với Ca Di Đà Phật. Chúng em xin tặng cô giáo là lên lớp. Cô giáo thương em chậm quá nhiều, chẳng khác mẹ hiền em kính yêu. Cô đã vì em vì thế hệ, khoảng chi nắng sớm lại mưa chiều, thao thức hàng đêm cô mất ngủ để lo trách nhiệm của ngày sau. Mỗi khi lên lớp cô buồn nói, thở hỏi các hoa lấy những điều. Mỗi lời cô dạy em gắng học, tổng kết gần năm đạt được nhiều. Sau năm học với em lên lớp, cả hai để hiểm em kính yêu. Đào cô giáo ơi, chúng em đào tràng nhóm Bình Dương yêu cô nhiều.
A Di Đà Phật. À, xin cảm ơn đạo tràng Bình Dương. À, các đạo tràng làm MC chúng con áp lực quá, tại vì những lời hay ý đẹp các vị đã nói ra hết rồi. À, những lần dẫn chương trình của tụi con không biết nói gì nữa. Chắc lần sau cứ mời tiếp tục như vậy để các vị lên thay lời muốn nói, MC khỏi làm việc quá. A Di Đà Phật. À, xin cảm ơn những lời tri ân của nhóm Bình Dương và tiếp tục chương trình. Con nhận được rất là nhiều những cái các đạo tràng, các nhóm và các Phật tử giơ tay để xin tham gia chương trình, nhưng mà con cũng xin sám hối với cả nhà là bây giờ tại vì cái thời gian của chúng ta có hạn và bây giờ cũng đã khuya rồi, ở Việt Nam cũng đã là hơn 10 giờ rồi, thì để cho chúng con xin phép là để dành những cái phần quà của các vị cho những Phật sự sau nhé. Và cũng nhắc nhở các đạo tràng, các chư vị Phật tử là nếu như chúng ta có những tiết mục hay là muốn đăng ký thì chúng ta sẽ đăng ký sớm trước chúng con. Khi chúng con thông báo ra thì chúng ta đăng ký sớm thì chúng con có thể sắp xếp để chương trình được trọn vẹn nhất. Còn bây giờ nếu như các vị giơ tay thì chúng con không có chuẩn bị kịp thì nhiều khi nó sẽ lỗi về âm thanh hình ảnh, thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và cũng vì thời gian có hạn nên chúng con xin phép lại để dành cho những Phật sự tới nhé. Các vị để dành lại đó nhé, không uổng đâu ạ. A Di Đà Phật. Và bây giờ con cũng xin mời cả nhà tới với một ca khúc rất là hay là Quán Trọ Trần Gian, và được trình bày bởi một người rất là đặc biệt. Chúng ta cùng đón nhận, theo dõi để xem ca sĩ là ai nhé. A Di Đà Phật, mời ban kỹ thuật spotlight hình ảnh dùng. Cứ lăn quanh chữ tìm như con thuyền.
cha với người với ta, sống xa hoa sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa, sống không khinh không ghét không hận thù thì buồn vui sướng khổ như mây chiều vào thu. Đời xưa chim bao đêm thâu đêm nhiều chắc chờ, hay sống thương người như là thế thương thân, thì ai ơi sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà thôi, thì ai ơi sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà thôi, chỉ là cát bụi mà thôi, đừng nên tranh giành vì không đáng để bị đọa lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô giáo đã gửi tặng tới chúng con bài hát rất là hay và những lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa thức tỉnh chúng con. Người gì đâu mà vừa đẹp hát còn hay nữa. Chung vui với không khí của đạo tràng thì nhóm Hồ Chí Minh chúng con cũng có một đôi lời gửi tặng tới cô giáo, xin ban kỹ thuật hỗ trợ. Đạo tràng Hồ Chí Minh kính chi ân cô giáo Vân Võ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chỉ có như vậy thôi ạ. Và bây giờ xin mời đạo tràng Bình Chánh nhé. Đạo tràng Bình Chánh có món quà cũng rất là đặc biệt gửi tới cô giáo. Xin đạo tràng Bình Chánh giơ tay và xin ban kỹ thuật spotlight hình ảnh. Chúng ta không có nhiều thời gian nên là mời đạo tràng Bình Chánh chúng ta tranh thủ nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Hồng Phương. Hôm nay nhân ngày 20/11 ngày lễ chương nhà giáo, nhóm Phật tử mình tâm chống thống em thành tâm kính tri ân đến cô giáo Văn Võ, vị thầy vị thiện kia đã hết lòng thương yêu chúng em, và hôm nay chúng em có bài thơ ơn các bạn này ngắn quá. Bài thơ được tặng cô giáo của em, cô là ai thì nội ta bà đem giáo hóa Phật Đà giáo hóa chúng sanh, lòng từ bi cô rộng lớn bao gia la, đạo thích thịnh biết bao chúng sanh giác ngộ. A Di Đà Phật. Sau đây chúng em có mặt chúng ta xin cảm ơn món quà từ đạo tràng Bình Chánh và xin cẩn thận cối lửa ạ. A Di Đà Phật. Chương trình tri ân cô giáo Vân Võ của chúng ta nhân ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam của chúng ta tới đây là đã gần như là đã hoàn mãn rồi, và thay mặt cho ban tổ chức chương trình chúng con xin gửi lời tri ân tới các chư vị Phật tử cũng như các đạo tràng đã dành thời gian cũng như tâm huyết của mình gửi tới chuẩn bị những món quà rất là tuyệt vời và gửi tới cô giáo những món quà, những lời tri ân cũng như là những tấm lòng rất là không biết nói gì hơn nữa. Thì chúng con xin tri ân tất cả các chư vị đã đóng góp trong buổi tối ngày hôm nay.
Và nếu như các vị còn những món quà nữa mà chưa được gửi tới cô giáo đó, thì chúng ta cứ để lại đó nhé, để lại đó, và những Phật sự tới thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều dịp để chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với cô giáo, đối với ân trên. Một lần nữa chúng con xin tri ân cô giáo, xin tri ân ân trên đã cho chúng con có cơ duyên gặp được cô giáo và học cũng như là hành theo những lời cô giáo để ngày càng vững bước hơn trên bước đường về nhà Tây Phương Cực Lạc. Và cũng kính chúc cô giáo một lần nữa thân tâm thường an lạc, luôn là nguồn hải đăng soi sáng cho tất cả chúng con trên bước đường, trên hành trình vượt biển về với Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Và giờ này con xin thỉnh mời cô giáo một lần nữa có đôi lời chia sẻ và trên các và hồi hướng công đức để chúng ta kết thúc buổi Phật sự ngày hôm nay. A Di Đà Phật, có mời cô giáo. A Di Đà Phật, vâng, chào cả nhà trở lại. Hôm nay vâng rất là xúc động. Những vị nào vẫn còn giơ tay và những vị nào vẫn còn muốn nói thì chúng ta có thể tâm sự trên Facebook và có thể thấy và nghe được tất cả các vị nhé. Vì thời gian không có cho phép, tuy nhiên là nãy rồi cũng hơi khuya rồi, cho nên Vân chỉ tóm lại thôi là Vân nhắc nhở các vị một lần nữa là tại sao Vân cống hiến cái bài Quán Trọ Trần Gian cho các vị. Vân muốn tặng các vị bài đó vì sao? Vì chúng ta cứ nghĩ là thật ở cái thế gian này, cứ nghĩ là thật, cho nên là cái bài hát rất là ý nghĩa và rất là hay. Quán Trọ Trần Gian này cho ta rất là nhiều mơ mộng, cứ mộng những cái mà không thật không à, cho nên là mới khổ và vĩnh viễn khổ cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta cũng biết được là nó không có thật, mà sao ta cứ mãi mê tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Những cái câu mà họ nhấn rất là sâu sắc, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ mãi lo tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền. Hại sống thương người như thể thương thân, vì ai ơi sống ở trên đời, hãy nhớ rằng ta chỉ là cát bụi mà thôi. Chỉ là cát bụi mà thôi. Cho nên bây giờ ta rất là may mắn được gì? Được các ngài nhắc nhở, được thức tỉnh bởi Quán Trọ Trần Gian, không nên đem theo và không đem theo được bất cứ cái gì hết ngoài nghiệp lực. Chúng ta biết rất rõ, cho nên Vân cũng như các ngài tha thiết mong muốn đạo tràng chúng ta hiểu được, giác ngộ được rồi, thì bắt đầu từ đây phải hành. Chúng ta học, hiểu, cần phải hành. Hành để làm gì? Để có kết quả. Kết quả ngay bây giờ là kết quả của sự an lạc, kết quả của sự giải nghiệp được. Và kết quả gì? Kết quả thành Phật đạo, thành Phật ngay trong đời này, khi dứt bỏ xác thân này. Đó là điều Vân cũng như các ngài rất là muốn ở các vị. Và một lần nữa Vân tri ân các vị rất là nhiều. Trước hết là Vân tri ân các ngài, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương đã hỗ trợ Vân cũng như hỗ trợ đạo tràng chúng ta trên bước đường về nhà của chúng ta. Và tri ân tất cả các Phật tử hữu hình cũng như vô hình đã tin tưởng và cùng đồng hành với Vân trong suốt đoạn đường vừa qua. Mặc dù có rất là nhiều trở ngại gian lao, nhưng mà các vị vẫn không bỏ Vân, vẫn tin tưởng để nắm chặt tay của mình, nắm chặt tay của Vân, giống như Vân nói, và mãi mãi vẫn còn câu nói đó. Chỉ có các vị buông tay Vân thôi, Vân sẽ không buông tay các vị cho đến khi Vân không còn sức để nắm nữa, thì lúc đó mới tính. Vân sẽ làm hết sức có thể của mình để nắm chặt tay các vị, để chúng ta cùng nhau về nhà. Tuy nhiên các vị muốn buông tay đó là việc của các vị. Và Vân hy vọng là chúng ta cùng nhau nắm chặt tay, và cũng hy vọng là các ngài luôn bên cạnh chúng ta để hỗ trợ chúng ta. Và cũng hy vọng là chúng ta đừng làm gì để các ngài phải vất vả đi tìm chúng ta một lần nữa, buồn lòng vì chúng ta nữa.
vì chúng ta đã làm các ngài rất là mệt rồi. Cho nên nếu chúng ta thật sự xác định một đời này chúng ta là con Phật, xác định một đời này chúng ta về nhà với các ngài, thì hãy buông buông tất cả những cái giả tạo để chúng ta tập trung vào những cái thật, những cái có thể giúp ích cho con đường về nhà của chúng ta. Cho nên tri ân các vị, tri ân tất cả mọi nhân duyên đến với Vân, tất cả các vị đều là người thầy của Vân, đều là động lực của Vân, đều cho Vân những cái động lực cũng như những bài học rất là quý giá để cho Vân có thể tiếp tục trên bước đường hành trì Hoằng Dương Chánh Pháp và cứu độ chúng sanh của mình. Và Vân muốn thời gian tới các vị là những Vân võ, thật nhiều Vân võ ra đời chứ không phải một mình Vân, và các vị có thể làm được những gì Vân làm. Hãy tin vào mình, hãy tin vào các ngài, vì các ngài đang lựa chọn tìm kiếm nhiều Vân võ ra đời để đem giáo pháp của ngài độ chúng sanh, để đem giáo pháp của ngài giữ mãi trên trần gian này các vị nhé. A Di Đà Phật. Và chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tác đại chứng minh cho buổi hôm nay của chúng con. A Di Đà Phật. Chúng ta đã xong. Em xin không biết còn nói gì nữa không? A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô giáo đã cho toàn thể đạo tràng chúng con món quà. Và cũng đã khuya rồi thì chúng con, chương trình của chúng con cũng đã xong rồi. Xin một lần nữa tri ân cô giáo, tri ân tất cả các vị Phật tử đã nán tới thời gian này và đã dành những món quà tuyệt vời dành cô giáo trong ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại cả nhà vào Phật sự tiện sắp tới là ngày vía Cha Di Đà, vào khóa tu sắp tới luôn ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc cả nhà an lạc. Bài hẹn gặp lại thời công phu kế tiếp. Chào tạm biệt. Bài hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.